Xong rồi đấy, để chú bỏ khẩu trang cho xem nào. Cười. Nhìn nào, Sao? xét đi rồi đi. Để cái này đẹp cực luôn. Nó là kiểu hot trend của 2022 đấy. Thôi chú đừng trêu cháu chú. Thật trêu thật đấy. Thôi đi xuống thanh toán đi, đi về. Này, đi. Bây giờ cháu ở lì đây, cháu bắt đền chú làm cho cháu theo cái kiểu cháu muốn thôi, chứ nó không để được như này đâu. Ở đây đang không có người cất rác cái này. Không, không biết làm gì hết đâu, nhưng mà cháu ở lại cháu bắt đền chú ấy. Cách Tết khoảng tầm nửa tháng nữa mà. Em ơi, để như này xong rồi nhìn như kiểu là U50 ấy chú ơi. Không phải làm cách nào chú đâu không biết đâu. Không phải ai để được đâu, tùy chọn gương mặt mới để được đấy. Gương mặt nào để được thì để, mà cháu không để được đâu. Đúng kiểu cháu thích chưa? Đúng rồi chú ạ. Tí đền hai lần tiền nhá. Này, Đây này. 3 tiền cũng được chú ạ. Này, cái này nhá thì về để cái mái nó lệch sang bên này này. Dạ. Để lệch hẳn sang bên này nhìn nó đẹp hơn nhá.